Hôm nay mình sẽ làm cái món hoa quả dâm cho Sam, và mình đã chuẩn bị sẵn rồi là sữa ông thò này, sữa chua, quả thanh long và chuối. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho Sam. Sam đang rất là đói, nó kêu. Đây mình sẽ lấy quả chuối. Đây mình sẽ bóc vỏ ra. Bóc ra, sau đó mình sẽ cắt. Cắt thành miếng nhỏ như này. Mình đã cắt xong chuối nhá. Vỏ mình bỏ bên này. Đây ạ, chuối mình sẽ cho vào cái tô này, tô bé bé này, tô ăn của Sam. Mình sẽ cắt quả thanh long này. Quả này to thế này thì cắt một tí thôi. Cắt ra là mình sẽ dâm chung với chuối, với sữa nhá. Sam sẽ ăn từng này thôi. Ngon chưa? Đấy, lửa này mình sẽ cất. Chỗ này mình sẽ bóc ra nhé, mình bóc vỏ ra. Đấy. Mình cho vào luôn tí, mình sẽ dâm cái này, mình sẽ cắt các bạn. Tại nó mềm ấy. Sau đó mình sẽ cho sữa ống thò nhá. Mình lấy một vỉ sữa ống thò, đổ chung vào cái này. Nhìn ngon quá, nhìn hấp dẫn thật ấy. Nhìn sữa đặc ngon kìa. Cái kia nhé, mình sẽ lấy thịt ra. Sữa đặc thì cần một vị nhỏ thế này. Ngọt quá. Sữa chua nhá. Đây mình chọn loại sữa chua nếp cẩm, ngon. Bọc ra. Mình sẽ lấy thiên, mình lấy một ít thôi các bạn ạ. Để khoảng tầm này. Giờ mình sẽ đây ạ, hỗn hợp mình đã đổ vào nhé, mình sẽ dăm nó ra. Mình sẽ dăm cái này ra nhé. Nhìn ngon quá. Có sữa vào ngọt này, ngọt của sữa này. Thơm của hoa quả. Chắc các sao mình thích món này. Thanh long rất là mát luôn. Vì mùi thôi đã thấy thèm, thấy thơm đấy, thấy ngon đấy. Lên mắt con, lên mắt. Đấy, đúng rồi. Thôi nhá. Được rồi. Thôi ăn nhá. Ăn thịt chỗ này, mày cho ăn tiếp. Ăn thịt chỗ này. Đây, ăn chuối nhá. Sam. Sam ơi. Sam. Để tay cắm chuối à, để đây. Ừ. Qua đó con. Ừ, cắn vào chuối ăn nhá. Đấy, sao mà thích ăn chuối các bạn ạ. Đây, giấy bẩn ra. Tí nữa ai lau cho con. Ừ.
Đây con, sao? Nào xin nào. Xin chưa? Đây các bác. Con nhà chị ăn đấy hả? Nhà tuổi ăn à? Sáng ăn cái hạt thanh long thì lên nghe ra. Sao thấy vào lành không? Hả? Thế mình cứ thô tay vào ăn. Sao mà không vứt xuống? Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên con. Mà cái ban của Thám mà ăn ăn xong lúc nào cũng bẩn nhá. Hả? Giờ mày cho ăn thì thôi. Xin nào. Tay bốc rồi ăn liếm tay. Có phải ăn như sao không? Sam ơi, ăn con thiêm á. Mẹ cho ăn chuối nhá. Sao sẽ ăn chuối luôn. Thôi ăn kìa, ăn kìa. Sam. Đây con. Nhặt tay nhặt ăn. Rơi rồi. Sao? Ai làm bẩn đấy? Ui ui. Tuyệt tuyệt tay. Tay bẩn đâu? Không để tay bốc nhá. Sao ơi? Ăn xong có giấy thì lên người. Sam.
Ê, 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 sao? Ăn uống kiểu gì đấy? Này. Quá đang cất. Hay không? Này, con hủ sữa đi. Sáng sẽ ăn chuối đúng không? Mẹ cho ăn chuối nhá. Mẹ cho con chuối nhá. Sam ơi. Sam. Chuối con. Không ăn được à? Hả? Ăn được không? Này chuối này. Ngửi ngửi ngửi. À. Nó đây à? Con nó lên đây, lên đây. Lên đây con. Lên đây con. Ừ. Nhá, lên ăn nó thôi à? Ha. Em bé xem nào. Lau à hả? Lau mông có áo à hả? Bẩn quá. Phải tay để lau tay nhá. Lau tay đi rửa mông nhá. Con. Này, tay này. Rồi, ăn lâu nữa thôi, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhỉ. Chào các bạn đi. Xem chào các bạn nhá.